nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, 5 năm tới, không ai lật đổ được ngôi vị của Trấn Thành và Lý Hải. Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận định chỉ có Trấn Thành và Lý Hải mới đủ sức tạo ra những bộ phim có thể lật đổ kỷ lục doanh thu do chính mình lập nên. Trong bài phỏng vấn, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt đã có sự phân tích 6 tháng đầu năm có hai thời điểm quan trọng khiến các dự án lớn quyết định xuất hiện sớm là Tết âm lịch và dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đến thời điểm này, có thể nói các dự án phim Việt tốt nhất đã xuất hiện. Chúng ta thấy rõ mức doanh thu của Nhà Bà Nữ và gần nhất là Lật Mặt 6. Anh nhận định thành công của Nhà Bà Nữ, Lật Mặt 6 xứng đáng với mức độ đầu tư cũng như tâm huyết với kịch bản và quá trình sản xuất. Sau đây là một vài chia sẻ, đánh giá của anh về thị trường phim Việt trong năm 2023. Nửa cuối năm rất khó khăn nếu như chúng ta không còn phim lớn và thiếu những tên tuổi khiến khán giả tin tưởng như Lý Hải hay Trấn Thành. Do vậy, khả năng để có tác phẩm tạo ra các cột mốc doanh thu mới không nhiều. Chỉ còn hai dự án khác được chờ đợi là Đất Rừng Phương Nam và Người Vợ Ba. Do vậy, nhà phê bình này cho rằng chỉ còn hai dự án khác được chờ đợi là Đất Rừng Phương Nam và Người Vợ Ba. Thực tế thì, sức hút của đạo diễn Victor Vũ đã giảm nên chỉ kỳ vọng vào Đất Rừng Phương Nam. Nhưng anh cho rằng, cũng rất khó đoán định vì Đất Rừng Phương Nam là một bộ phim hành trình được làm dựa trên phim truyền hình chúng ta đã biết. Cho đến thời điểm này, điện ảnh Việt Nam 2023 coi như đã hoàn thành sứ mệnh với hạt cột mốc Nhà Bà Nữ và Lật Mặt 6. Phải đợi đến mùa Tết năm 2024, may ra mới có cú bùng nổ khác về doanh thu. Theo như Nguyễn Phong Việt chia sẻ, đối tượng khán giả Việt ra rạp bước vào giai đoạn chán những bộ phim bom tấn siêu anh hùng. Trong khoảng thời gian hơn 3 năm đại dịch hoành hành, các ứng dụng xem phim trực tuyến đã xâm nhập vào đời sống giải trí của người Việt. Trên các ứng dụng đó, phim đề tài siêu anh hùng hay giả tưởng xuất hiện rất nhiều nên khán giả không còn cảm giác háo hức chờ đợi so với thời của Avengers 4 đến 5 năm trước. Điều quan trọng nữa là các phim của Trấn Thành và Lý Hải bắt trúng thị hiếu của khán giả Việt. Họ làm rất chắc tay về đề tài gia đình, phim gần gũi với đời sống người dân nên việc khán giả chuyển hướng không có gì là bất ngờ. Thêm nữa, bản thân Trấn Thành và Lý Hải đã làm phim tốt hơn so với chính mình. Rõ ràng đạo diễn Lý Hải lột xác thực sự qua mỗi tác phẩm, còn Trấn Thành dù có người ghét người thích nhưng đã tạo ra cú hích cho thị trường phim Việt. Phim của Trấn Thành mang sức hút đặc biệt. Nó không đến từ diễn viên ngôi sao hay bối cảnh hoành tráng mà đơn giản mang đến cảm xúc cho người xem thông qua những câu chuyện gần gũi với đời sống. Nguyễn Phong Việt chia sẻ thêm, chúng ta chờ đợi một sự bùng nổ về doanh thu phim Việt trong tương lai gần vẫn chỉ đến từ hai tên tuổi, Lý Hải và Trấn Thành. Các đạo diễn hay nhà sản xuất khác khó tiệm cận đến mức độ doanh thu mà hai người đó tạo ra. Ở Việt Nam, phim đạt doanh thu 100 tỷ đã trở nên bình thường bởi Trấn Thành làm ra bộ phim gần 500 tỷ, còn Lý Hải có phim gần 300 tỷ. Chỉ những tác phẩm vượt cột mốc này mới được nhắc tới. Hiện cả Lý Hải và Trấn Thành đều chuẩn bị cho dự án mới, nên chúng ta có quyền kỳ vọng năm sau có thể xuất hiện phim đạt 500 tỷ hoặc 300 tỷ tiếp theo. Anh khẳng định rằng, trong 5 năm tới, không ai lật đổ được ngôi vị của Trấn Thành và Lý Hải.